vị thân mến, và bây giờ Luân xin giới thiệu với tất cả quý vị một vị khách mời ngày hôm nay hết sức đặc biệt cùng đến đây, cùng chia sẻ và cùng tham gia chương trình với chúng ta. Vị khách mời này xin được bật mí, đó là một nghệ sĩ được nhiều người mến mộ, là một MC được nhiều người yêu mến, là một ca sĩ được nhiều người thích. Đố tất cả quý vị là ai? Ai ạ? Ai? Đây là quý vị nói Luân chưa giới thiệu. Ngay bây giờ Luân xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đón xem người nghệ sĩ, MC, ca sĩ đó là ai. Một tràng pháo tay thật to chào đón. Xin cảm ơn anh Luân rất nhiều. Xin cảm ơn em. Kính thưa chị Hoàng Yến, kính thưa ban lãnh đạo của Đời Rất Đẹp, và hôm nay duyên chúng ta cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt này được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Được biết những hoạt động phong phú từ sáng tới giờ để những người bình thường có thể cùng chia sẻ, cùng tham gia những trò chơi, những thử thách để hiểu được những khó khăn của người khuyết tật phải trải qua. Và điều này rất là quan trọng và cũng rất cần thiết, bởi vì chúng ta cần sự thông cảm, mà có thông cảm thì mới có thể đi đến được tình yêu thương. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Bạch ngồi bên dưới xem tiết mục của Ngọc Mai, thì không phải đơn thuần Ngọc Mai là ca sĩ, mà thật ra Ngọc Mai đã là người giảng dạy thanh nhạc cho các em Đời Rất Đẹp từ khi còn là sinh viên cho đến khi cô ấy tốt nghiệp và được giữ lại nhạc viện để làm giáo viên, thì đến nay cũng đã là gần 3-4 năm rồi. Thưa quý vị, và tất cả những điều đó gắn kết được là tại sao? Đó là tình yêu thương mà tất cả chúng ta có thể trao tặng được cho nhau. Cũng như hôm nay quý vị, hôm nay ngồi đây, tất cả quý vị đều dành tình yêu thương để đến với chương trình. Và chúng tôi nghĩ rằng không chỉ có quý vị, mà những người bạn, những người thân, những người quen của quý vị khi nghe kể lại sẽ cùng chia sẻ và kết nối với nhau, và chúng ta nối vòng tay lớn để tạo nên một sức mạnh cho cộng đồng, để chúng ta cùng phát triển một Việt Nam mến yêu, cùng sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Những người yêu Việt Nam, chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta có đủ năng lượng để làm việc mà mình mong ước. Còn bây giờ thì trong chương trình hôm nay, quý vị cũng thấy đó, Đời Rất Đẹp được hình thành và đã hỗ trợ rất là nhiều các chương trình mà Thanh Bạch thấy. Không biết sức lực đâu mà quý vị có đủ sức để làm những việc như thế. Và hôm nay đây lại còn tiếp sức được cho những bé có thể là khả năng vận động bé này hơn bé kia nhưng mà rất còn kém. Làm thế nào để nâng cao được cái khả năng hoạt động của mình, và từ đó phải có những cái điều là học tập tốt hoặc là công việc các bạn sẽ cộng hưởng với xã hội. Thì điều này chúng tôi muốn chứng minh bằng một tiết mục rất cụ thể, đó là tiết mục đang thịnh hành trên thế giới, Flatmode. Thưa quý vị, điệu nhảy tưng bừng này, quý vị sẽ thấy khả năng được thể hiện ra sao. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn thử thách khả năng của các bạn. Các bạn có đủ sức để la hét, để vỗ tay theo nhịp nhạc nổi hay không? Xin mời! Tất cả sẵn sàng chưa?